tỷ bà của Trung Quốc nó có tới hơn 30 phím. 4 giây lên theo cái giọng trong âm nhạc thì kêu bằng hò sang xây liếu. Thì hò sang xây liếu đó, người ta kêu bằng tồn tang tôn tinh, mà của cả soạn ở Huế đặt tên cho 4 cái dây đó là binh thơ đồ trận. Ông nội của tôi là cụ Trần Quang Diệm ở Tiền Giang, cũng chuyên môn đờn tỳ bà, đặt cho 4 sợi dây đó tên là Tồng Lan Mai Trúc. Tồng Lan Mai Trúc là nghe như hò sang xê liêu, tồn tang tôn tinh, Tồng Lan Mai Trúc. Thì cái đờn tỳ bà này là cái đờn được dùng ở trong âm nhạc Việt Nam. Và nếu mà nói xuất xứ của nó đi qua tới Trung Quốc thì xa xôi, thì tôi sẽ dẫn các bạn đi tới tìm cái nguồn gốc. Khi mà đề cập tới cái đờn tỳ bà của Trung Quốc, tức là phì phà. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ xem coi cái đờn tỳ bà này có mặt ở đất nước Việt Nam từ lúc nào. Nếu mà đem sách sử thì không thấy có cái tỳ bà trước thế kỷ thứ 13, là bởi vì cuốn sách sử đầu tiên là cái cuốn An Nam Chí Lược của Lê Tắc. Trong đó chỉ có nói rằng trong nước Việt Nam thời kỳ đó có hai dàn nhạc, đại nhạc và tiểu nhạc. Đại nhạc dùng trong cung đình, còn tiểu nhạc dùng trong dân gian. Thì trong đó có cái đờn tranh và đờn tỳ bà. Lúc đó đầu nhà Trần thì thế kỷ thứ 13. Thế nhưng mà nếu chúng ta tìm lại trong những cái bức họa hoặc là bức chạm, thì chúng ta thấy rằng ở đời nhà Lý có cái chùa gọi là cái chùa Vạn Phúc, chùa Phật Tích ở tại Bắc Ninh, thì có nhiều cái cột chùa rất to, mà ở chân cột chùa nó có một thanh đá, mà trên mỗi một phía của thanh đá nó có chạm hình 10 nhạc công biểu diễn. Thì trong 10 nhạc công biểu diễn đó, nếu mà cái hình rọi lớn ra cho các bạn coi, thì nó từ trên xuống đi 1, 2, 3, 4, 5, tới 6, cái thứ 7 đó, là cái đường thứ 7, là cái đường tỳ bà của người Việt Nam. Mà người Việt Nam lúc đó đường tỳ bà không phải đánh đờn bằng móng tay, không phải cần bằng một cái dâm đờn, mà bằng một cái miếng gỗ hay là cái miếng ngà. Cái hình giống y như là cái đờn tỳ bà mà chúng ta gặp ở trên những bức họa trong động của bên Đôn Hoàng bên Trung Quốc. Và Đôn Hoàng của Trung Quốc là đời nhà Đường nhằm thế kỷ thứ 7, thứ 8. Thì điều đó chúng ta thấy rằng cái đờn tỳ bà nó ở nước Trung Quốc thì nó có thứ 7, thứ 8, mà qua tới nước Việt Nam đầu tiên chúng ta nhận diện được cái đờn tỳ bà là trong cái số nhạc công được chạm trên chân cột chùa Phật Tích, người thứ 7. Thì điều đó chúng ta thấy rằng cái dàn nhạc của trong cung đình ở triều Lý ở thế kỷ thứ 7 đã có mặt cái đờn tỳ bà. Và chuyển sang qua đó tới đời nhà Trần, trong cuốn sách của Lê Tắc An Nam Chí Lược cũng có nhắc tới cây tỳ bà. Rồi tới qua tới đời nhà Lê, khi mà Lương Đăng và Nguyễn Trãi được vua Lê Thái Tôn ra lệnh cho định lại cái nhã nhạc trong triều đình, thì Lương Đăng bắt chước nguyên si âm nhạc nhà Minh của Nguyễn Trãi, không đồng ý, cho nên đã viết thơ từ chức. Thì trong cái những cái dàn nhạc đường thượng chí nhạc, đường hạ chí nhạc, thì cũng có mặt cái đờn tỳ bà. Thì trong đó chúng ta thấy rằng cái đờn tỳ bà liên tục có từ đời nhà Lý qua tới nhà Trần, qua tới nhà Lê và tới đời nhà Nguyễn. Thì trước khi tới đời nhà Nguyễn có cái đoạn giai đoạn Tây Sơn, vua Quang Trung khi mà đánh thắng Đống Đa, trận Đống Đa ở tại miền Bắc, thì có gửi một cái phái đoàn hữu nghị đi sang qua gặp vua Càn Long. Thì cái phái đoàn hữu nghị đó đi qua bên đó có dùng một dàn nhạc, mà trong dàn nhạc đó có cái đờn tỳ bà, mà cái người nhạc sĩ, nhạc sử Trung Quốc đã ghi lại trong cái quyển Đại Thanh Hội Điển Sự Lệ, nói rằng có một dàn nhạc của nước An Nam, bởi vì thuở đó
thì vua Càn Long phong cho Quang Trung làm An Nam Quốc Vương, thì dàn nhạc An Nam Quốc Nhạc đó có cái đờn Tỳ Bà. Thì như vậy tức là nó có cả trong đờn Cung Đình. Trở về tới Triều Lý, khi mà các bạn lật ra cái quyển sách Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, cái quyển chữ Hán thì cái quyển số 99, mà khi phiên âm ra chữ Quốc ngữ rồi thì in ra trong cái quyển số 7, và trong quyển số 7 có một cái chương đặc biệt về nhạc cụ nhạc khí dùng trong triều đình nhà Nguyễn, thì có mặt Tỳ Bà trong dàn nhã nhạc, tức là dàn tiểu nhạc, dàn nhạc nhẹ, dàn nhạc nhỏ, khác hơn cái đại nhạc là cái dàn nhạc trong cung đình của nước Việt Nam. Thì cái đờn Tỳ Bà đó có trong dàn nhã nhạc của đất nước Việt Nam. Nó dùng cùng một lúc với tất cả nhạc cụ khác. Tỳ Bà không phải chỉ có trong cung, mà Tỳ Bà lại có được trong cả trong dân gian. Trong dân gian mà ở tại Huế thì cái đoàn Ngũ Tuyệt, tức là năm cái cây đờn, đờn nghe êm tai đó, thì có cái đờn Nguyệt, tức là đờn kiềm của mình đó. Rồi có cái đờn Tranh, rồi nó có cái đờn Nhị, tức là đờn cò của trong Nam đó. Rồi nó có đờn Tam, và nó có cái đờn Tam với cái đờn Tỳ Bà. Sau này khi vua Thành Thái mà thích cái đờn độc quyền, tức là đờn bầu, thì cho phép đem cái đờn đầu bầu đó vào trong đoàn Ngũ Tuyệt, thì có khi cái đoàn đờn bầu thay thế cho cái đờn Tam. Thì cái dàn Ngũ Tuyệt ở Huế đó đi vào trong Nam cũng vậy, cho nên trong Nam đờn Tài Tử, thì trong đàn Tài Tử ngày xưa tôi còn nhớ trong gia đình nói rằng lớn lên cái người học đờn Tài Tử phải học bốn cây chánh là Tranh, Kiềm, Tỳ, Độc, tức là đờn Tranh, đờn Kiềm, đờn Nguyệt đó, đờn Tỳ Bà và đờn độc quyền. Chứ cái đờn Tỳ Bà thì nó có mặt hết trong cả trong dân gian và trong cung đình. Mà trước kia đó thì từ thế kỷ thứ 13 nó ở trong dàn tiểu nhạc đó, tức là dùng trong dân gian và trong triều đình, nhưng mà không phải là của nhà vua. Mà trong của nhà vua cái đại nhạc thì không có cái Tỳ Bà. Thì qua tới cái đời nhà Lê thì được dùng công thời rất ít, nhưng mà sau khi đó rồi thì những nhà viết nhạc không bằng lòng cái chuyện mà Lương Đăng bắt chước nhã nhạc của Trung người nhà Minh, cho nên thay đổi lời thành ra hai cái bộ đồng văn và nhã nhạc. Thì trong đó có cái đờn Tỳ Bà, nhưng mà các cụ nó không cho nó tên Tỳ Bà mà để nó là Tứ Quyền Cầm, tức là cái đờn bốn dây, đó là Tỳ Bà. Cũng như là cái đờn loại đờn Tranh lúc đó thì gọi là Thập Ngũ Quyền Cầm, nó 15 dây, thế thời có khi 16 dây thì thập lục sau này. Nhưng cái hồi thời kỳ ở Hồng Đức, ở nhà Lê thì đặt tên đồng Thập Ngũ Quyền Cầm. Thì điều đó chúng ta thấy rằng cái đờn Tỳ Bà có mặt trong lịch sử của Việt Nam, dài theo lịch sử từ đời nhà Lý tới bây giờ. Mà tới bây giờ vẫn còn đờn Tỳ Bà, đặc biệt nhất là ở người Huế, rồi ở vào trong Nam. Thì Huế ngoài là cụ Cả Soạn, nó có ông Vĩnh Trân, nó có ông Vĩnh Phan, nó có những cái trường phái của ông Cả Soạn đó, và có những nhiều ông hoàng cũng biết đờn Tỳ Bà. Thì chẳng hạn Vĩnh Trân với Vĩnh Phan là đều của hai người trong hoàng tộc. Ở trong Nam thì được là ngày xưa đó là có cố nhạc sĩ, nhạc sư Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Văn Thinh thì đờn Tỳ Bà. Hiện bây giờ tuổi trẻ thì có cháu Hoàng Cơ Thủy. Giới trẻ bây giờ còn biết được đờn Tỳ Bà rất ít.
cái nguồn gốc của cái Phì Phà để biết rằng tổ tiên của cái đần Thì Bà nó ở đâu và nó như thế nào. Thì nếu theo cái người Trung Quốc thì tự cho rằng cái đần Thì Bà đó cái nguồn gốc ở tại Trung Quốc, bởi vì nhắc lại rằng từ lúc nhà Tần khi mà dựng nên cái Vạn Lý Trường Thành, có những người lo về cái chuyện xây cất Trường Thành đó luôn luôn là phi ngựa cởi đi từ chỗ này qua tới chỗ kia. Nếu mà thèm một cái khúc giải lao, thèm một phút được giải trí, thì cái đần xịn không thể đần được, đần sơ không thể đần được, cho nên người ta mới chế ra một cái đần nhẹ nhàng để có thể ngồi trên lưng ngựa đần được. Thì cái đần đó ngày xưa người ta gọi là xiên tao, tức là quyền đạo. Nhưng mà cái đần đó theo người Trung Quốc cho rằng đó là tổ tiên của cái đần Thì Bà. Chúng ta cũng chưa có cái gì khẳng định được cái sự liên hệ giữa cái đần quyền đạo và cái đần Thì Bà. Thì ở trong đời nhà Hán có một cái giai đoạn lịch sử mà khi Chiêu Quân đi cống hồ, mà Chiêu Quân đi ra khỏi nước Trung Quốc rồi thì nhớ tới Hán Dương, ngồi mà than thân trách phận, buồn mà khóc. Thì hôm đó khi đi ra đần thì đần cái đần Thì Bà đó. Thì trong cái bài ca có một câu mà bảo Thì Bà vọng, tức là cái tay ôm cái đần Thì Bà mà nhớ tới Hán Vương. Thì các bạn thấy rằng người Trung Quốc cho rằng cái đần Thì Bà có đời nhà Hán, tức là nó ở thế kỷ thứ hai, thứ ba trước Tây Lịch. Thì điều đó cũng là một điều của Trung Quốc nói. Mà đọc trong những sách về lịch sử của Trung Quốc, có khi nói tới cái đần Thì Bà do một cái người nhạc sĩ tên là Đỗ Chí, Thủ Chí sáng tạo ra. Thì cái điều đó sách sử thì chép lại, nhưng mà cái di tích bằng hình ảnh hoặc là di tích rõ hơn để cho chúng ta phải xác minh rằng cái chuyện viết ra trong sách là sự thật thì chúng ta cũng chưa tìm ra. Nhưng mà thật ra tìm ra bên Trung Quốc thì thấy rõ ràng trong lịch sử thì chỉ có ở tại trong động Đôn Hoàng, mà Đôn Hoàng là một cái đoạn chót của cái Vạn Lý Trường Thành. Ngày xưa là một cái chỗ dùng để chống giặc Hung Nô, mà Đôn Hoàng cách Trường An là kinh đô của Trung Quốc 1.700 km. Đôn Hoàng ở trên con đường tơ lụa, mà cái xuất xứ của cái đần Thì Bà được nhắc đến với tất cả những cái chứng cớ là do nơi hai nhà nghiên cứu âm nhạc Nhật Bổn là cố giáo sư Hisao Tanabe và môn sinh của cụ Hisao Tanabe là giáo sư Shigeo Kishibe. Mà nếu nói theo cái người Nhật Bổn thì phải nói Kishibe Shigeo. Thì giáo sư Kishibe Shigeo trong một cái viết là quyển sách có nói rằng gốc của cái Thì Bà không phải của người Trung Quốc thật sự mà của người Ba Tư. Mà người Ba Tư có cái đàn, cái thuở đó xa xưa, tức là thế kỷ thứ hai, thứ ba, cái đàn của Ba Tư tên là Bạc Bát. Mà Bạc Bát, cái tiếng Ba Tư có nghĩa là cổ con vịt. Thì bởi vì do đây cái hình dáng cổ con vịt như thế này là cái đần nó kêu bằng Bạc Bát. Mà tại sao cái đần Bạc Bát nó lọt vào tay của người Trung Quốc, thì giáo sư Kishibe có thấy nhiều hình ảnh của cái đần Bạc Bát từ Ba Tư được treo trên cổ con những lạc đà, chở đi trên con đường tơ lụa, đem dài 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 theo con đường tơ lụa. Thì điều đó chúng ta thấy rằng nó có một cái hiện vật rõ ràng là trên con đường tơ lụa đã xuất hiện cái đần Thì Bà nằm dưới cổ của con chim lạc đà, những con lạc đà. Thì giáo sư Kishibe có thuật lại, và trong một câu chuyện đó chúng tôi lại tưởng tượng rằng khi mà gặp gỡ đó nó có một cái sự trao đổi, bởi vì lúc đó chỉ là con đường trên đường tơ lụa, không có tiền bạc mà không có trả bằng vàng, phải trả bằng những hiện vật. Thì cái người nhạc sĩ Trung Quốc đó khi mà nghe cái đần Bạc Bát thú vị quá, có
có thể đem một cái cây lụa tới mà năn nỉ cái người nhạc sĩ Ba Tư nhường cái đàn cho mình rồi mình đưa một cây lụa. Thế nhưng mà một cây lụa chưa có xứng đáng với cái đờn tỳ bà và chưa xứng đáng với cái cây đờn mà cái người nhạc sĩ Ba Tư chắc chiêu. Có thể những hai cây lụa, ba cây lụa sẽ làm cho người nhạc sĩ rất siêu lòng. Rồi thì khi mà người nhạc sĩ Ba Tư trao cho người nhạc sĩ Trung Quốc thì Trung Quốc không có đờn theo cái phong cách của Ba Tư mà đờn khải xuống đi lên, khải xuống đi lên như này. Thì khải xuống đó thì người Trung Quốc gọi là phì, khải bốn lên thì gọi là phà, tức là viết theo chữ Hán đó, thì đọc là phê bả, phì phà, phì phà. Thì khi trở về đất nước Trung Quốc, người ta hỏi, ủa cái đờn gì mà lạ quá vậy? Thì cái anh chàng nhạc sĩ này không có nhớ cái tên Bạc Bát, mà nhớ nói không biết cái đờn này tôi gặp trên đường tơ lụa, mà thường thường cái sự trao đổi đó, trao đổi nơi cái chỗ mà ở gần cái thành phố Đôn Hoàng đó, nó có một cái nơi để mà gặp gỡ trao đổi. Thì hôm đó nó, khi thấy hai tiếng đờn như thế, người Trung Quốc nói cái đờn này nó lạ lắm, này cái đờn này phì phà phì phà phì phà, thì nói phì phà như thế thì người ta ghi trở lại, nhưng mà sao lại phiên âm không phiên âm phê bả mà phiên âm hai cái chữ tỳ bà, ở trên có hai chữ dương, ở dưới có những cái chữ khác, chữ bắc chữ này kia. Thì điều đó là cái đó phiên âm mà sau này, thì cái điều đó chúng ta thấy là nếu như vậy thì là cái sự gặp gỡ đó nó không phải là thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, cũng như cái đờn ông người ta nói là cái đờn nhà Tần, là cái đờn Quyền Đào đó. Thì cái đờn này nó gặp nhau ở tại trên con đường tơ lụa, nhưng mà sau đó được vẽ rất nhiều trong động Đôn Hoàng. Thì trong động Đôn Hoàng, thứ nhất cái động số 58, mở cửa bước vô thì thấy có hai cái bức họa rất lớn vẽ hai dàn nhạc từ đời đường. Thì cái này đó rõ ràng là chắc chắn hiện vật vẽ ra trên mặt tường của động Đôn Hoàng là có những cái đờn tỳ bà trong cái nhóm bên tay trái cũng như nhóm bên tay phải đều có mặt cái đờn tỳ bà trong dàn nhạc. Mà tỳ bà đó cũng dùng một cái miếng để mà khải cái đờn tỳ bà, hình dáng giống như là cái miếng mà chúng ta đã thấy trên cái hình của chân cột chùa Phật Tích. Thì điều đó chứng minh rằng cái đờn tỳ bà đó có bên Trung Quốc từ thế kỷ thứ 7, thứ 8 được ghi trở lại, và qua tới thế kỷ thứ 10 và nước Việt Nam chúng ta còn dùng được cái miếng đó. Mà cái miếng đó bây giờ đó, thì tất cả Trung Quốc không dùng, Triều Tiên thì không có ưa tiền đồng tỳ bà, người Việt Nam cũng không dùng, mà người Nhật Bản còn dùng cái miếng đó, ở Nhật Bản gọi là bachi. Nhìn cái đờn Nhật Bản, nhìn thấy cái miếng để đờn đó, chúng ta thấy rằng cũng còn cái dấu vết của cái đờn tỳ bà, nhưng mà nó đã biến theo cái phong cách của người Nhật Bản và phong cách của cái người nước khác cũng như là khác hơn Trung Quốc. Thì điều đó chúng ta thấy rằng ở tại động Đôn Hoàng có được cái dấu vết đó. Thì ra khỏi động Đôn Hoàng đó thì chúng ta mới đi thấy cái đờn tỳ bà đó, nó đi theo con đường tơ lụa, nó chuyển sang qua tới Triều Tiên, nó chuyển sang qua tới Nhật Bản. Thì khi đó ở Triều Tiên và Nhật Bản cũng nhìn nhận rằng cái đờn tỳ bà đó là có từ bên Trung Quốc mang sang. Và đặc biệt nhất là ở tại nước Triều Tiên, ở vào thế kỷ thứ 12, thì một vua đời nhà Tống có tặng cho nhạc sĩ của Triều Tiên mấy chục cái nhạc cụ và 9 quyển nhạc thơ. Trong mấy cái chục nhạc cụ nhạc khí đó có cái đờn tỳ bà. Và cái đờn tỳ bà đó sau khi được du nhập vào trong nước Triều Tiên không được dân Triều Tiên ưa chuộng lắm, bởi vì chúng ta chỉ thấy trong một vài dàn nhạc nhỏ nhỏ rồi biến luôn, chỉ có để vào trong thư trong bảo tàng viện để trên tủ kiến cho người ta nhìn, nhưng mà trong dân gian bây giờ không còn ai đờn tỳ bà nữa. Thì khi chúng tôi sang qua đó, chúng tôi mới hiểu được tại sao, là bởi vì cái tỳ bà đó mặc dù được du nhập vào trong Triều Tiên nhưng không nói được tiếng nói âm nhạc của Triều Tiên. Mà âm nhạc của Triều Tiên, tiếng nói của nó là có cái điệu gọi là Kyemyongjo. Mà Kyemyongjo đó thì cái thang âm của nó tinh tinh đi răng thủ tân, tinh đi đi răng thủ tân.